Đỗ Quốc Việt Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Lúc này là 5:30 chiều tối thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021, tức là vào ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch. Và tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Tuấn, chủ kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn. Và hôm nay nhân dịp những ngày đầu tháng thì cơ sở chúng tôi cũng xin được kính chúc toàn thể quý vị, tới quý anh chị có một tháng mới thật là may mắn, hạnh phúc để gặt hái được thật nhiều thành công trong cuộc sống. Và hôm nay cơ sở của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị một chiếc sập mai điều cũ tái, được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình, và là chiếc sập phiên bản đặc biệt, hàng đẳng cấp và đỉnh cao luôn. Sập này có kích thước ở trên mặt là chiều dài là 2m1 nhân chiều sâu là 1m70, và chiều cao từ mặt đất lên mặt sập kia là 61 phân. Và mặt sập thì là mặt hai lá, một tấm gỗ bong làm đôi, và lá mặt sập là dày đủ đậu 2 phân. Và sập này thì đã được đơn vị của chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp cũng như là xi sáp đánh trơ vân gỗ theo đúng lối cổ. Và sập này thì dạ tiền này, dạ này là dày 10 phân thưa quý vị, dạ dày 10 phân. Khuôn mặt này là dày là 8 phân. Đó, còn dạ ngang này thì là dày là 7 phân. Đó, 7 phân đậu. Và sau đây tôi sẽ đi vào đường nét của chiếc sập này để gửi tới tất cả quý vị và các bạn nhân cái ngày đầu tháng này. Và mọi thông tin chi tiết thì quý vị có thể vui lòng liên hệ qua hai số hotline là 083 626 9999 hoặc qua số Zalo là 0985 230 888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể đến khu tượng đài thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Cơ sở của chúng tôi cách khu tượng đài nằm trên trục quốc lộ 32, rẽ vào trong cổng làng Phương Chí mất chừng vài trăm mét. Và đây là chiếc mặt đây ạ. Mặt thì là mặt hai lá. Đây, tôi sẽ quay chi tiết luôn cho quý vị xem cái mặt trước. Đó đây, mặt hai lá và cùng gân cùng vân. Đó, nhìn đây, mặt vân thuộc dạng khủng khiếp luôn nhá thưa quý vị. Đó, vân thuộc dạng siêu đỉnh cao luôn, và hàng cực kỳ dày dày dặn và lục lạc, không có một tí vết nào luôn. Đây lá trong đây ạ. Đó, lá trong đây. Nếu nói chất cũ Quảng Bình này thì không làm quý vị thất vọng khi mà chơi cũng như là để ngồi trưng bày, tại vì men gỗ nó rất là đẹp. Đây ạ, thân gỗ đây. Đó, tôi quay thời điểm này nó ngược sáng cho quý vị. Đây, nắng nó vẫn hắt đây ạ. Đây, nắng hắt vào cửa chói chang luôn. Đó, và quay để mà quay lên thì nó sẽ giảm đi nhiều. Đến xem thực tế thì nó sẽ thật gỗ hơn. Và đây là thanh. Để tôi quay bị xem thanh đấy ạ. Rất lâu rồi chúng tôi lại gặp được chiếc sập mai điểu hàng khủng như này. Dạ cực dày, siêu dày 10 phân. Đó, khuôn mặt này dày 8 phân. Không phải lúc nào cũng có nha thưa quý vị. Đây, để tôi quay đây cho quý vị xem chất thành đấy ạ. Ồ, nó quá đẹp luôn. Không còn một lời nào để tả theo cái độ đẹp của cái chiếc sập này. Tại vì hàng siêu tầm mà để mà nó sạch sẽ, lành lặn, lục lõi, không rác, không dập, không muối mọt cong vênh, không phải là điều đơn giản một chút nào cả. Đó, để tôi lán lại một chút ở cái lá mặt để cho quý vị xem thật chi tiết. Đó, rất đẹp luôn. Và tôi sẽ xuống đi qua cái mặt này và sẽ xuống phần dạ. Đây, tôi đi một lượt máy này cho quý vị cùng xem. Đó, hàng dạ dày 10 phân nha, nó khác với những cái hàng dạ dày 6 phân, 7 phân, 8 phân nha quý vị, 10 phân nha quý vị. Đó, chúng tôi báo đủ kích thước luôn, chuẩn kích thước 10 phân đủ luôn. Hàng đục kênh bong, rất là hiếm khi nó sấy được con sập nó dày 10 phân như thế này. Và đây là dáng chân cây mai đây ạ. Đây, dáng chân cây mai đây. Nó cong đúng hình gốc cây luôn. Và dưới thì là đục quả cà. Và đây nó như một cái cây mai già đinh luôn. Đây thưa quý vị, đây, các cái sống cây ra. Đó, đục quá dẻo luôn, và hàng được đục thủ công bằng tay nhá, chứ không phải là đục máy thưa quý vị. Rất đẹp. Đây, tôi quay ngang ra cái góc này để cho quý vị xem cái gốc chân này. Đó, và vào phần dạ này. Thì đây là phần dạ chính đấy ạ. Ở dưới góc này thì có một cái cành da, một cành già ra, và trên này thì cái đường ống tơ, đường lưỡi trậu của cái mặt sập, cùng một đường cổ lõm. Và trên này là chạy một đường hạt bột chạy dài luôn. Và vào đây là thân cây chính, đục những con chim điểu. Đó, đây ra những cái lụ, các cái mắt cây rất là kênh bong đây. Tay tôi nhé, đây, bàn tay tôi đây, dạ cực dày luôn, 10 phân. Và đây phần dưới. Và con chim đây thì đục thần thái nhá, từ các ngón chân, mặt, nông lá tỉa ra. Đây, tôi quay rất là chi tiết và rõ. Và ở đây là những cái quả đào, những cái lá ra rất là dẻo đây, người nghệ nhân chế tác ra. Và từ những cái lụ. Đó, và phần bối cảnh, phần đúng phần giữa chính này thì là hai con chim điểu đấu đầu với nhau, đối đầu với nhau đây ạ. Cánh cảnh nó cực kỳ, nó sinh động luôn, ra các cái cành
phụ này cũng rất là già này, đấy cắm ra và những bông hoa, đó những quả đào. Và chất gỗ thì khỏi bàn đấy thưa quý vị, không có một vết tích gì cả. Đó, đây tôi quay máy như này thì để quý vị xem một cách rõ nét nhất. Và sang bên này tương tự như bên kia, EC hai bên đấu đầu với nhau thì là tương tự như nhau. Đó, những quả đào, những lãng hoa, đó và những con chim, cây và trơn đấy ạ. Đó. Và đây chất gỗ đây thì khỏi bàn thôi. Đấy, chất hụ Quảng Bình thì khỏi bàn. Rất sáng và trong và vân đẹp. Đó. Siêu đỉnh cao luôn. Cái dạp tiền này dạ dày 10 phân nhá quý vị. Tôi nhấn mạnh một lần nữa là dạ dày 10 phân. Rất dày luôn. Và sang bên đốc ngang. Đây tôi sẽ đi bên đốc ngang cho quý vị xem đây ạ. Đây đốc ngang cũng tương tự như bên tiền. Đó. Mọi chi tiết dáng chân đây, cong. Quý vị xem cảm nhận là cái hàng ký thì đây. Bề nào cũng như thế, đục chân rất đẹp luôn và các cái đường nét cây cối da cằn. Đó, đẹp. Và đây là hai con chim. Đây tôi quay con giống cho quý vị xem này, đốc ngang cũng như đốc tiền, à cũng như dạ tiền đục kỹ như nhau. Đây lưng con chim này được đục các cái lá xếp à, cái lông xếp vào nhau tỉa cực kỳ là kỹ thuật. Đó. Và chúng ta sang lốt ở bên sườn bên này. Đây bên sườn bên này thì cũng tương tự như sườn bên kia. Đây tôi quay cho quý vị xem gỗ thôi. Ồ, có đẹp không ạ? Quá đỉnh cao luôn. Bên này thì nó hơi ngược sáng nhé thưa quý vị. Nhìn nó sẽ khó hơn. Và sau đây tôi sẽ quay lại tổng thể một nữa cái sản phẩm này để cho quý vị cùng ngắm lại. Và tất cả các cái mọi thông tin chi tiết của chiếc sập này thì quý vị có thể là vui lòng liên hệ cho chúng tôi để được sở hữu. Và ngoài cái sản phẩm là chiếc sập này ra thì đơn vị của chúng tôi còn bán rất nhiều những món đồ gỗ theo lối cổ. Kính mong quý vị có thể đến trực tiếp đơn vị của chúng tôi để xem cũng như là chọn lựa được cho mình những cái món đồ tốt cũng như là phù hợp với không gian của nhà mình. Và sau đây thì tôi cũng xin phép được dừng cái video clip ở đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.